Sáng ngày 3 tháng 4, lực lượng phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với trại giam số 5 thuộc cục C10 Bộ Công an đóng ở thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa đang truy tìm phạm nhân Mai Văn Đệ, 33 tuổi, quê ở xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, vừa trốn trại chiều ngày 2 tháng 4. Theo thông tin từ công an, phạm nhân Mai Văn Đệ đang chấp hành án 24 tháng tù về tội đánh bạc. Khoảng 16 giờ ngày 2 tháng 4, Đệ trốn trại rồi di chuyển về huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, Đệ gọi taxi của tài xế Nguyễn Văn Mạnh, 42 tuổi, ở xã Hà Đông, huyện Hà Trung, đi ra quốc lộ 1 tiếp tục chạy trốn. Tức là hôm qua vào hồi là khoảng độ 18 giờ 05 phút, tôi đang chạy thể dục đi bộ, thì được vợ tôi gọi điện về là nhà là chở khách đi Hà Nội. Thế bản thân tôi về đến nhà thì thấy một cái thanh niên là nói với tôi là chở em ra Hà Nội, là có nhà là có công việc là gấp, có người nhà mất, em lái xe ở gần đây. Thì biết được thông tin anh chạy taxi đây, em hỏi người dân đây thì về là chờ em ra Hà Nội có việc gấp. Thế tôi chạy được một đoạn vào cái xăng Hà Đông của thôn Hưng Phát á. Cái cách nhà tôi là khoảng độ là gần một cây số. Thế tôi vào đổ xăng. Đối tượng là nghi ngờ, có thể là tôi hoặc nhân viên cái xăng là hô hào dân ở đấy bắt, hoặc là công an nó phải bắt. Được một lúc sau là nó lấy xe taxi của tôi là chạy ngược lên đường 27. Lúc sau này lực lượng công an có đến là làm việc với tôi và thông báo với tôi là đối tượng đã bỏ lại xe tôi. Bản thân tôi rất là run vì tôi nghĩ là đối tượng là lang bạc hay là chơi bời thôi, chứ không, tôi không nghĩ là đây là một đối tượng là chạy trốn, đối tượng là đang lệnh truy nã, nên bản thân tôi rất là run. Theo anh Mạnh, chiếc taxi đang được công an tạm giữ để phục vụ điều tra. Khám nghiệm ban đầu cho thấy, trước khi bỏ lại taxi, phạm nhân này đã lấy một chiếc điện thoại, hơn 800.000 đồng tiền mặt của anh Mạnh để trong xe.